bộ ATS nó sử dụng rất nhiều trong các cái tòa nhà. Chào các bạn, thì chắc các bạn cũng đã từng nghe thấy trong các cái hệ thống điện thì nó có cái hệ thống gọi là hệ thống ATS. Đấy, thì đây là sơ bộ về một cái hệ thống ATS. Đó, thì nó sẽ có nguồn vào này và nguồn ra. Đó, và các cái chức năng cơ bản. Đấy, thì đầu tiên ví dụ ở đây là các cái nguồn vào này, nguồn vào 1 nhá, nguồn vào 2, nguồn ra và các cái chức năng khi mà gọi máy phát này, rồi chức năng chuyển. Đó, thì thông thường đối với các ATS thì ATS nó là một cái bộ để điều khiển, để chúng ta chuyển nguồn tự động. Đấy, chuyển nguồn tự động từ nguồn lưới và cái nguồn máy phát dự phòng thì thông thường là như vậy. Đó, thì ở đây thì mình có một cái bộ như thế này. Đó, hôm nay thì mình sẽ mổ xẻ cái bộ điều khiển này để các bạn thấy rõ hơn các cái tính năng của nó. Thì để nói về cái bộ ATS thì nó bắt buộc nó phải sử dụng cái MCCB, tức là cái máy cắt nhưng mà đóng cắt được bằng cái motor. Tức là khi cái motor của nó được cấp điện thì nó sẽ đóng hoặc là nó sẽ cắt cái máy cắt, một trong hai máy cắt này. Và giữa hai cái máy cắt này thì một máy cắt là nó sẽ đấu vào lưới điện lưới, một máy cắt nó sẽ đấu vào máy phát. Và khi mà cái nguồn từ biến áp vào nó bị mất, đúng không ạ, thì nó sẽ giám sát được cái việc mất điện đó và nó sẽ khởi động máy phát, và nó sẽ khi có nguồn máy phát nó sẽ đóng sang cái nguồn máy phát, thì đó là ATS. Và một cái lưu ý là giữa hai cái MCCB này nó phải có cái bảo vệ, tức là chống đóng trùng. Tức là thường người ta sẽ làm cả phần điện, cả phần tiếp điểm bằng điện lẫn cái khóa cơ giữa hai con MCB này để cho nó an toàn. Đó, thì đó là về chức năng của hai cái MCCB và chức năng của các cái bộ điều khiển. Đấy, thì như này các bạn biết là nguồn vào thì nó được đấu vào rồi và nó sẽ có các cái đèn báo rồi và các cái nút nhấn, thì khi mà sử dụng nhân công thì chúng ta mới sử dụng cái nút nhấn này, và sử dụng tự động thì nó sẽ tự chuyển, chúng ta bỏ qua cái nút này. Đó là về chức năng của các cái nút cũng như là các cái khóa. Và cái máy phát cũng vậy, khi chúng ta tắt thì nó sẽ không gọi được, và khi mở thì nó tự gọi, tức là nó sẽ gọi luôn. Và khi tự động thì khi mà mất điện thì nó sẽ gọi. Đó, và cái khóa này, khóa ATS, tức là khi mà chuyển tự động thì nó hoạt động tự động, mất điện thì nó đóng và cắt và gọi máy phát tự động. Và khi để tắt thì nó sẽ không có cái hành động gì cả. Và khi để nhân công thì chúng ta sẽ gọi bằng các cái nút nhấn này để đóng mở từng cái bộ giao cắt, từng cái bộ MCCB ở dưới này. Đó thì về sơ bộ các chức năng của một cái bộ ATS để điều khiển. Và trên đó thì thông thường bao giờ cũng có một cái nút gọi là dừng khẩn cấp, nó cũng liên quan đến bộ ATS này. Thì khi mà có cái sự cố bất thường thì người ta sẽ ấn vào đây để nó dừng. Và khi mà kết thúc, tức là kiểm tra được cái sự cố cũng như là giải quyết xong, thì người ta sẽ vặn cái nút này để nó nhả ra. Thì khi đó thì trạng thái hoạt động nó lại trở lại bình thường. Đó, thì đấy là về phần bên ngoài, về phần bên ngoài của các cái bộ ATS, đúng không ạ? Thế đi sâu vào bên trong một chút, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có đây các cái bộ rơ le. Đấy, thì các cái bộ rơ le này, bên trong các cái bộ rơ le này nó thường là nằm bên phía đằng sau như thế này. Đây các bạn này.
thì các cái bộ dơ le và dơ le này nó sẽ được điều khiển bởi cái con PLC đấy. Thì các bạn biết là cái cơ chế hoạt động của nó là như cái con PLC này thì nó sẽ bao gồm là 4 đầu ra, là từ Q nhỉ, Q1, Q2, Q3, Q4, và đầu vào của nó sẽ có là 8 cái Y kia, tương ứng với cả 8 cái đầu vào. Đúng không? Thì cái cơ chế hoạt động của nó là các cái đầu in này này, nó chính là các cái đầu mà có thể giám sát được cái việc mất điện, có điện của lưới, của máy phát hay là sự cố. Đó thì là nó sẽ đưa vào các cái đầu in này, có thể thông qua cái dơ le đấy, hoặc là đưa trực tiếp, thì cái đó tùy vào cái thiết kế. Và nó qua các cái đầu out này này, là cái đầu Q này, output. Thì khi mà các cái tín hiệu trên này mà cái người lập trình họ điều khiển đấy, các cái chân nào nhận tín hiệu thì xuất ra các cái tín hiệu ngoài này. Thì thông thường đối với các cái ATS thì mỗi một cặp này thì nó sẽ là bao gồm hai cái tiếp điểm đóng này cho một cái MCCB, tức là thường là một cái sẽ đóng và một cái sẽ cắt MCCB. Thì ở đây là nó gồm hai con MCCB thì nó sẽ đóng và cắt, đóng và cắt. Đó thì đấy là nó xuất ra con Q. Đấy thì thông thường điều khiển cho các cái tín hiệu thì người ta hay sử dụng là khi mà mất điện, mất điện lưới, đúng không ạ? Thì ví dụ mất điện lưới thì cái chân lập trình trên này, chân Y1 chẳng hạn, nó sẽ báo là có, đúng không? Nó báo là mất điện. Thì lúc này nó sẽ hiểu là mất điện, thì cái phần lập trình bên trong nó sẽ tự động nó sẽ xuất ra một cái lệnh là nó sẽ cắt cái MCB đi, MCB chính đi, và nó xuất một cái lệnh cắt đó tương ứng với cả một cái lệnh chạy con máy phát lên. Và khi chạy máy phát lên rồi thì nó sẽ báo về đây là có điện. Đấy, có điện thì nó sẽ đóng, đúng không ạ, cho cái MCB máy phát, tức là cái MCCB thứ hai để cấp điện trở lại cho cái hệ thống tòa nhà. Thì thông thường các cái tòa nhà thì người ta cũng không hay sử dụng cái hệ thống điện dự phòng cho tất cả các cái hệ thống ở trong tòa nhà đó, và người ta chỉ sử dụng cho các cái phần sự cố, các cái phần mà khi mất điện nó vẫn phải hoạt động ấy. Đó thì người ta sử dụng các cái bộ ATS như này. Đó thì để mà các bạn rõ hơn thì mình sẽ phân tích trên sơ đồ. Thì tuy nhiên ấy, thì một cái chú ý của cái hệ thống ATS này là thông thường nó bắt buộc phải có một cái gọi là bộ lưu điện đây các bạn này. Đó là UPS cho cái hệ thống ATS. Đấy, để nó nuôi cho toàn bộ cái hệ thống POC này, cộng với cả cái nguồn cấp để mà đóng cắt cái MCCB. Bởi vì khi mà nó mất điện rồi, đúng không ạ, thì con MCCB nó sẽ không có nguồn nuôi, thì nó phải sử dụng cái UPS này để mà đóng cắt cái cuộn của cái dao cắt ấy, để mà đóng hoặc là cắt các cái cuộn đó. Đó rồi sau đó thì mới cấp mà cho máy phát và cấp cho cái tín hiệu cho cái MCCB đóng của cái bên máy phát. Đó thì đấy là về cái tổng quan của một cái hệ thống ATS. Nó như vậy thì các bạn chú ý đây là ATS, tức là nó chỉ là cái hệ thống chuyển nguồn tự động chứ không phải hòa đồng bộ các bạn nhé. Cái hệ thống hòa đồng bộ của máy phát thì nó lại có một cái bộ điều khiển khác. Đấy, nó không phải là cái bộ điều khiển ATS như này. ATS này nó chỉ là nhận biết được mất điện đầu vào và tức là mất điện đầu vào này và đè cho máy phát, sau đó thì chuyển cái MCCB sang phía của máy phát, và khi mà có điện lưới trở lại thì nó sẽ sa thải máy phát và nó sẽ đóng cái MCCB của cái nguồn điện lưới. Và mỗi một cái quá trình đóng này thì nó có thời gian trễ. Đấy các bạn nhé, thông thường nó có thời gian trễ. Đấy, thì nó sẽ được cài đặt bởi con PLC kia, và nó trễ
thì thường mình thấy là nó trễ khoảng 10 mấy giây đấy. Khi mà cái máy phát nó đè lên thì nó phải chờ cho ổn định khoảng 30 giây, 15 đến 30 giây thì cái máy phát nó chạy ổn định rồi ấy. Thì cái nguồn điện lưới ra nó mới có, thì bắt đầu nó mới đóng cho cái MCCB của máy phát. Và quá trình ngược lại, cắt máy phát thì lại đóng cho MCCB chính. Thì đấy là sơ bộ tổng quan về thiết bị cũng như là về cái quá trình hoạt động của một cái bộ ATS các bạn nhé. Bộ ATS nó sử dụng rất nhiều trong các cái tòa nhà. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã xem video.